Xin kính chào quý bà con, kênh Nhà Nông Miền Tây chuyên mục giá cả thị trường nông sản xin tiếp tục cập nhật giá ớt các loại hàng ngày cho quý bà con tham khảo. Giá ớt hôm nay thứ tư ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đi ngang nhà quý bà con. Giá kênh cung cấp hiện tại là giá thương lái mua tại rẫy tự chuyên chở tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang và chỉ có tính tham khảo vì giá ớt thay đổi tại các tỉnh do nhiều yếu tố như và, ruộng và, ớt, loại ớt, khả năng mua, vận chuyển và tại từng tỉnh thành nhà quý bà con. Giá ớt cụ thể như sau: ớt chỉ thiên tại các tỉnh miền Tây, Vĩnh Long 25.000 đến 27.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp 25.000 đến 27.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang 24.000 đến 26.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ 24.000 đến 26.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh 24.000 đến 26.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng và 24.000 đến 26.000 đồng mỗi kg. Giá ớt cổ nhất và khoảng và 23.000 đến 25.000 đồng mỗi kg. Giá ớt cổ nhì và khoảng và 22.000 đến 24.000 đồng mỗi kg. Giá ớt nách, ớt xuất khẩu và khoảng và 25.000 đến 27.000 đồng mỗi kg. Ớt chỉ thiên tại các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên, miền Trung. Giá lá 18.000 đến 22.000 đồng mỗi kg. Gia Lai 18.000 đến 22.000 đồng mỗi kg. Bình Định 17.000 đến 20.000 đồng mỗi kg. Lâm Đồng 18.000 đến 22.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai 17.000 đến 21.000 đồng mỗi kg. Ớt chợ có giá từ và 15.000 đến 16.000 đồng mỗi kg, các tỉnh phía Bắc 14.000 đến 16.000 đồng mỗi kg. Ớt sừng vàng đẹp cổ nhất 20.000 đến 22.000 đồng mỗi